Kính thưa toàn thể cộng đoàn phụng vụ, hôm nay Chúa đã gọi linh hồn Vinh Sơn sau 100 năm sống trên trần gian trở về với Chúa, mà trong tin mừng nói về nhà cha. Thưa cộng đoàn, để chúng ta hiểu được ngôi nhà cha như thế nào thì hiện tại trên trần gian mỗi người chúng ta phải hiểu được ngôi nhà là như thế nào. Ngôi nhà không hẳn là xây bằng cốt thép và bê tông thật hoành tráng, thật đẹp đẽ và có nhiều tiện nghi. Đôi khi những cái nhà đấy, đôi khi nó chỉ là khách sạn 5 sao hoặc là nhà trọ. Nên là đôi khi cái nhà đó không hiện tại ở những cái vật chất ở trong ngôi nhà đó. Hay là bên cạnh đó chúng ta thấy có nhiều người trong huyết tộc, trong gia tộc của chúng ta cùng chung sống với nhau và cùng là dòng tộc với nhau, nhưng mà ngôi nhà đấy chưa chắc đã phải là ngôi nhà, mà đôi khi nó lại là trở thành cái lò hỏa ngục. Nơi đó lại sự là tranh chấp nhau, nơi đó lại là đôi khi còn chém giết nhau nữa. Vậy thì ngôi nhà nó hiện tại, hệ tại ở điều nào thưa cộng đoàn? Bên cạnh đó chúng ta nhìn thấy những ngôi nhà mà có rất nhiều chị em, anh chị em ở rất nhiều nơi khác nhau, không phải dòng tộc, không phải huyết tộc, mà là nhiều nơi khác nhau được tụ tập sống với nhau trở thành một ngôi nhà, mà ngôi nhà đấy đầy dãy sự yêu thương, gắn kết và nâng đỡ nhau. Ví dụ như các sơ trong dòng Phaolô này, tất cả trên thế giới quy tụ thành một dòng Phaolô, có rất nhiều người ở đất nước khác nhau, con người khác nhau trở thành một gia đình, đó là ngôi nhà dòng thật giá trị. Như vậy thì ngôi nhà không hệ tại ở những ruột thịt, không hệ tại ở vật chất, mà đôi khi nó hệ tại ở tình yêu thương mà chúng ta đã dành cho nhau như thế nào. Như hôm nay chúng ta cùng tiến đưa linh hồn Vinh Sơn trở về nhà cha, chúng ta nhìn thấy ngôi nhà của linh hồn Vinh Sơn đã sống trên trần gian này trong 100 năm, đã thể hiện tình yêu thương, qua đó thể hiện từ nơi gia đình, nơi con, nơi cháu, nơi chấp, thể hiện tình đoàn kết, yêu thương. Đó là một gia đình, là một ngôi nhà mà chính Chúa đã chúc phúc cho, mà chính ngôi nhà này đang thể hiện ở ngôi nhà trên trần, ngôi nhà nơi Thiên Chúa. Vậy thì ngôi nhà thực tế là như thế nào thưa cộng đoàn? Ngôi nhà mà hôm nay Chúa mời gọi linh hồn Vinh Sơn trở về nhà cha là ngôi nhà đó, nơi đó có ba ngôi Thiên Chúa, nhưng ba ngôi đó chỉ là một. Vì ba ngôi đấy yêu thương nhau, vì ba ngôi đấy đã nên một với nhau, vì ba ngôi đấy đã sống vì nhau và hết lòng vì nhau. Như vậy thì ngôi nhà của mỗi người chúng ta cũng cần phải sự yêu thương, sự gần gũi, đặc biệt là sự quan tâm, nâng đỡ nhau để, và bên cạnh đó có sự tha thứ cho nhau, thì nơi đó ngôi nhà chúng ta mới là hiện tại hóa ngôi nhà của Thiên Chúa ba ngôi. Vì chính Chúa Giêsu khi ở trần gian, Ngài ước muốn cả thế giới này nên một trong ngôi nhà là thân thể của Chúa Kitô. Như vậy thì mỗi người trong cộng đoàn chúng ta muốn sống được ngôi nhà của Thiên Chúa thì mỗi người chúng ta hãy biết yêu thương, tha thứ và đồng cảm, đặc biệt là biết hy sinh vì nhau để trở thành nên một với Chúa Kitô trong tình yêu, trong đức tin và trong đời sống của chúng ta. Hôm nay Chúa đã gọi linh hồn Vinh Sơn sau 100 năm sống trên trần gian, chắc chắn biết bao những khó khăn, biết bao vất vả, biết bao nhiêu gánh nặng trong cuộc đời, vì gia đình, vì con, vì cái, vì xã hội, vì mọi cái. Nhưng mà chính linh hồn Vinh Sơn đã sống được cái tinh thần là ngôi nhà ở trần gian, và để rồi để lại cho con cháu một truyền thống đức tin. Như vậy thì hôm nay thưa cộng đoàn, chúng ta đã tiến đưa linh hồn của chúng ta, có phải là hôm nay nơi đây là hết hay không? Có phải là nằm trong ngôi mộ này, chôn xuống lòng đất rồi hết hay không thưa cộng đoàn?
Điều đấy chắc chắn không phải vì tin mừng Chúa ngày hôm nay mời gọi linh hồn Vinh Sơn trở về nhà cha. Như vậy thì hiện tại chúng ta nhìn trước mắt của chúng ta, nhìn thiên nhiên vũ trụ, nhìn những mặc khải trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng không chỉ là cuộc đời này mà cả cuộc đời mai sau. Như các cụ thường nói khi đến đám tang thì chúng ta thường nói băng hà, nghĩa là một linh hồn nào đó, một con người nào đó đã sống trên trần gian này đã băng hà, nghĩa là bước qua một con sông để đến bến bờ bình an, đến một nơi mà hạnh phúc, đó là bến bờ chứ không phải là con sông. Con sông thì phải vất vả gánh nặng, đó là băng hà. Hay là câu nói của người Việt Nam là qua đời. Qua đời nghĩa là gì thưa cộng đoàn? Qua đời nghĩa là qua đời này trở về với đời khác. Như các cụ thường nói, sống gửi thác về, qua đời khác, là trở về với Thiên Chúa, là cha, trở về với nơi đó mà không còn đau khổ, không còn bệnh tật, mà chỉ còn tình yêu thương mà cha luôn luôn yêu thương đồng hành với chúng ta. Rồi chúng ta còn nhìn vào thiên nhiên vũ trụ, chúng ta thấy đôi khi những con sâu róm, từ những con sâu róm khi đó nó chui vào trong cái kén. Khi cuộc đời sâu róm thì sần sùi xấu xí, nhưng mà khi trở về nằm trong cái kén một thời gian thì nó trở nên con bướm bướm thật là đẹp, thật là tuyệt vời, bay cao bay xa và rất là đẹp. Vì trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, con người của chúng ta cũng vậy, suốt cả cuộc đời vất vả lam lũ và đôi khi gánh nặng cuộc đời, nhưng mà khi nằm trong cái kén đó là ngôi quan tài đây, một ngày nào đó chính Chúa sẽ cho phục sinh, trở nên những con bướm bay cao bay xa, trở nên những con người tình yêu mà Chúa đã phủ lấp trong đời sống của mỗi người chúng ta. Đấy là nhìn vào thiên nhiên, nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào Kinh Thánh, chúng ta thấy không chỉ trong cuộc đời này mà còn cuộc đời mai sau nữa thưa cộng đoàn. Như trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa hiện ra, trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-xê trong bụi gai. Ngài nói, ta là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Abraham và Isaac lúc đấy đã chết từ lâu rồi, nhưng mà Thiên Chúa bảo là Thiên Chúa của những con người đấy. Vậy thì nếu mà Thiên Chúa của những con người đấy thì chắc chắn những con người đấy phải là con người đang sống và đang hiện diện với Thiên Chúa ở bên cạnh Ngài. Và mới đây chúng ta cùng dâng lễ, nhất là cử hành mừng Chúa biến hình trên ngọn núi cao. Hai ông là Mô-xê và Ê-li-a đã chết trước Chúa Giê-xu cả hơn 1.000 năm trước, nhưng mà hôm đấy hiện về đàm đạo với Chúa Giê-xu. Ý muốn nói điều gì thưa cộng đoàn? Muốn nói rằng những con người đấy đã chết nhưng mà họ vẫn đang sống, và hôm nay đây họ cùng đang hiện diện với Chúa Giê-xu, đàm đạo với Chúa Giê-xu để cho các tông đồ nhìn thấy tôn vinh của Chúa Giê-xu cũng như là của các ngài. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta không chỉ là ở đời này mà còn cả cuộc đời mai sau nữa thưa cộng đoàn. Và mới đây hôm 15 vừa rồi, cộng đoàn chúng ta mừng mẹ Maria hồn xác lên trời. Muốn nói điều gì với cộng đoàn chúng ta? Trong cuộc sống của chúng ta không chỉ là cuộc đời này mà còn cả cuộc đời mai sau nữa. Vì chính mẹ đã trở về với Thiên Chúa là cha cả hồn lẫn xác. Vậy thì hy vọng rằng linh hồn Vinh Sơn và con cũng như cộng đoàn nơi đây, chắc chắn nếu chúng ta tin tưởng phó thác vào Chúa thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được giống như mẹ Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Như vậy thì chúng ta không phải là cuộc sống này, chỉ có cuộc sống này mà còn cuộc sống mai sau nữa thưa cộng đoàn. Để chứng minh điều đấy, chúng ta đi tiếp tục thấy khi mẹ đã về trời với Thiên Chúa, nên là hàng năm những thời gian dưới dịp nọ dịp kia, mẹ thường hiện ra với các con cái của người trên trần gian. Như vậy thì cuộc đời của chúng ta không phải ở thời điểm này mà còn rất nhiều, còn đời sống mai sau nữa. Suy niệm như vậy để chúng ta thấy cái giá trị là khi chúng ta được bước về nhà cha, để chúng ta cảm nhận thấy chính Chúa yêu thương, chính Chúa mời gọi chúng ta, khi chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội, trở nên một với Thiên Chúa, trở nên với chi thể của Chúa Kitô, khi chúng ta trở nên chi thể của Chúa Kitô như trong bài đọc 2 ngày hôm nay, thì chính Chúa là đầu đã phục sinh, đã trở về với Thiên Chúa là cha rồi, thì cho mỗi người chúng ta cũng sẽ được trở về với Thiên Chúa là cha.
Muốn được trở về với Thiên Chúa là Cha thì chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của linh hồn Vinh Sơn ngày hôm nay. Suốt 100 năm chắc chắn đời sống đức tin có biết bao nhiêu thử thách, căng go, vất vả. Nhưng mà chính linh hồn Vinh Sơn vẫn tin tưởng phó thác. Chắc chắn là gia đình của chúng ta đây cảm nhận thấy điều đấy rõ hơn con, rõ hơn quý cha ở đây. Suốt 100 năm không phải là dễ dàng, nhưng mà chính Ngài, chính linh hồn Vinh Sơn đã đón nhận tất cả những vất vả, gánh nặng để rồi tiếp tục phó thác vào nơi Chúa, để rồi trong cuộc sống của chính ông, chính cụ đây, linh hồn Vinh Sơn với một niềm vui là trở nên con cái của Thiên Chúa. Vậy thì mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, hay đặc biệt những người con, người cái, hôm nay tiễn đưa linh hồn Vinh Sơn, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho linh hồn Vinh Sơn trở về nhà cha. Nhưng bên cạnh đó chúng ta thấy có một người ông, người cụ, người cha, người thầy của mình đã ra đi rồi, nhưng với cái niềm tin, với đời sống nhân bản, đời sống gia phong, gia nghĩa, với đời sống khu xóm rất là thân tình, thì chúng ta học hỏi nơi những cái đời sống nhỏ nhẹ đấy để dệt nên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta sống được cái đời sống nhân bản, gần gũi, yêu thương, tha thứ và đồng cảm như linh hồn Vinh Sơn, thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho đời sống của chúng ta. Đây cũng là những bước đường nhỏ nhẹ để chúng ta dệt nên con đường mà Chúa Giêsu nói: ta là đường, là sự thật và là sự sống. Khi chúng ta sống được những con đường nhỏ nhẹ đấy, thì con đường của chúng ta hướng về trời cao, hướng về nhà cha, chắc chắn sẽ gần đến với cuộc đời của chúng ta. Và chính những con đường đấy, Chúa sẽ nâng cuộc đời của chúng ta lên. Cái giá trị của tin mừng, cái giá trị của đời sống. Cầu chúc cho cộng đoàn, mỗi khi chúng ta tiến đưa linh hồn người thân yêu của chúng ta, người trong giáo xứ của chúng ta, thì chúng ta hãy tạ ơn Chúa và suy xét trong cuộc đời của mình để chúng ta nhận ra những cái điều thiếu sót ở nơi bản thân, và đôi khi chúng ta nhìn những tấm gương sáng của người đã quá cố để chúng ta học đòi, học theo, và để cho chúng ta trở nên con cái Chúa một ngày một tốt hơn. Cầu chúc cho cộng đoàn được như vậy. Amen.